Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lá gạch. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho những anh em cách ốp cái toilet nhanh và chuẩn nha. Thì đây là cái toilet người ta tô nha anh em, mình vô mình ốp mình chưa có biết cái gì á, thì anh em phải kiểm tra bốn cái góc nghe cho Tuấn nha. Thì đầu tiên anh em lấy cái máy laser á, anh em kiểm tra bốn cái góc coi cái tường của mình có đứng không nha. Đây là cái góc nha anh em kiểm tra hết bốn góc nha. Thì đây là nó ngã trên đầu, thì ngã trên đầu á, anh em biết cái bức tường nào á nó ngã trên đầu á, thì anh em đây là nó ngã khoảng 5 ly nha anh em. Thì anh em ốp dày cái chân ra nha. Một bức tường đó anh em để ý nha, lát anh em mình để ý cái đó rồi lát mình canh hồ luôn nha anh em. Mình ốp mà mình canh hồ luôn nha. Rồi bên đây đứng thì anh em không quan tâm. Rồi tiếp theo tới cái góc bên đây. Thì cái góc bên đây á thì nó ngã vô nha anh em. Thì cái chân anh em ốp sát càng tốt, anh em cũng đừng có quan tâm luôn. Lên trên thì anh em lấy hồ dày ra thôi. Khi anh em bắn được bốn cái góc á là anh em biết cái lượng hồ dầu nó đằng sau này anh em canh nha. Mình ốp cái lượng hồ dầu mình canh luôn. Rồi tiếp theo tới cái góc cuối cùng. Thì cái góc cuối cùng thì nó đứng rồi nha anh em. Nó đứng thì mình không quan tâm, thì cái tường bên đây á thì nó sẽ gãy cái góc bên đây. Nó gãy cái góc bên đây thì anh em ốp dày cái chân ra khoảng 5 ly nữa nha. Thay vì anh em ốp 5 ly hồ dầu với một phân gạch là phân rưỡi thì bên đây anh em ốp 2 phân nha. Rồi bắt đầu Tuấn sẽ bóp ke, Tuấn đo ra là 61.5 nha anh em. Thì anh em bắn bốn cái góc anh em định vị được rồi nó ngã ở đâu rồi thì anh em bóp ke cho Tuấn. Đây thì góc này Tuấn cũng đo ba góc là Tuấn đo là 61.5 nha anh em. Thì khi kiểm tra được á, anh em vô cái bất kỳ người ta tô có gãy hay không á, mình vẫn kiểm tra mình vẫn làm được nha. À, cái bức nào nó bị gãy á, nó bị ngã thì mình, anh em để ý. Đây là Tuấn bóp ke nha anh em, ốp ba mặt nha. Để đặng lát anh em biết cái bức nào ngã thì mình canh lượng hồ dầu thôi. Thì cái bức bên đây hồi nãy ngã chân thì Tuấn sẽ lấy ra 62 nha anh em. Rồi bắt đầu anh em bóp ke xong rồi anh em bắn cái bún mực lên nha. Thì khi anh em bắn vô mấy cái nách rồi anh em biết chỗ nào nó ngã, chỗ nào nó không ngã thì anh em lát anh em canh được cái lượng hồ dầu của nó, lượng keo của nó, anh em làm rất là mau và chuẩn luôn. Thì cái cách này khi anh em vô nhìn cái toilet á, anh em chỉ cần để ý bốn cái góc thôi. Anh em lấy máy laser anh em bắn bốn cái góc, bắt đầu anh em coi cái tường nào nó ngã ra ngã vô, bắt đầu anh em đi đường chân. Thì đi đường chân xong rồi lên trên á, anh em biết cái lượng hồ dầu liền à. Anh em làm rất là lẹ luôn nha anh em. Rồi tôi sẽ bắn hết lên bóp ke bốn góc này, bắt đầu tôi sẽ bắn ở dưới nền luôn nha. Thì anh em bóp ke anh em nhớ anh em bóp cho nó kỹ nha, kỹ sau này mình lát nền cho nó khỏe nha anh em, nó không có bị gãy ke và anh em chế nha. Thì từ bên đây anh em đo qua khoảng là cái viên gạch 60 Tuấn sẽ đo là 60.2 ly nha anh em. Ron 2 ly thì đo qua 60.2 ly nha. Thì cái viên cửa bên đây thì nó đã gãy hồi nãy là Tuấn lấy là 62 nha anh em. Thì anh em đo cái tim qua nữa là 60.2 ly nữa nha. Thì hai viên nó sẽ thành là 1m22 phân nha anh em. Thay vì nó không ngã thì anh em đo qua là nó là 1m21.5 nha. Rồi bắt đầu anh em bắn cái mực đây luôn. Rồi khi anh em bóp ke xong xuôi á, bắt đầu anh em lấy cái cao độ của nó nha. Thì cái cao độ cái nền toilet ở đây á, cái toilet này nó có hai cái phiểu thu nha anh em, nó hai cái phiểu thu và nó có cái bồn tắm đứng thì nó sẽ hai cái phiểu thu nha. Thì anh em lấy cái thấp nhất của nó là ở trong cái bồn tắm đứng ở trong nha anh em. Đây là hai phiểu thu nè. Đây là có cái kiến nha. Anh em sẽ lấy sát cái phiểu ở trong nha. Thì cái gạch Tuấn ốp là 30 thì Tuấn sẽ lấy là 31.5 nha anh em. Thường thường nó có cái bồn tắm đứng nó sẽ từ đây nè. Nó dốc ra cái nền ở ngoài á, cái nền phòng khách ở ngoài á là tầm 5 phân nha anh em. Em lát cái này với cái này á thì nó sẽ bằng nhau nha. Sau này ở ngoài á mình lót cái viên gạch 1 phân với 5 ly hồ dầu lên nó sẽ bằng. Sẽ cao hơn 1,5 phân nha. Tuấn sẽ lấy ở đây là 31.5 nha anh em. Lấy 31.5 đặng lên trên anh em kiểm tra luôn nha. Thì lên trên nó sẽ không có bị cắt chân nha, nó cắt rất là ít nha anh em. Rồi khi xong xuôi bắt đầu anh em ốp thôi nha. Thì ngay chỗ này nè, nó ngay chỗ này là hồi nãy nó sẽ cái độ dày của nó ra là khoảng 2 phân nha anh em. Thì Tuấn sẽ canh cái hồ cái lượng hồ keo của nó nha. Canh cái lượng keo cái đầu của nó Tuấn sẽ lấy ra là 2 phân, là 1 phân hồ dầu và một viên gạch. Tuấn sẽ lấy 1/7 nha anh em, 1/7 chế khoảng hở 2 ly thôi. Thì vô ở trong đây á, Tuấn sẽ lấy ra là 1/3 thôi nha anh em, 3 ly hồ dầu. Rồi bắt đầu anh em bắn cái đường ngã ra ngã vô nha. Đây bắt cái mặt ngã ra ngã vô. Rồi bắt đầu anh em cặp cái thước thôi. Thì anh em ốp sao cho nó đều là được. Thì mình lấy lại cái hồ dầu, cái lượng hồ dầu nha anh em biết luôn á. Anh em biết anh em canh cái hồ dầu luôn. Lượng keo đây là Tuấn canh cái lượng keo một bên, bên mỏng và bên dày nha anh em.
cái tấm tường này nó bị gãy á, nó gãy ở trên đầu á, thì Tuấn sẽ lấy ra là khoảng là 5 ly nha. Thì lên trên á, anh em ốp sát vô khoảng 2 ly là ok, thì nó sẽ thẳng cái tấm tường của mình lại, và cái ở dưới chân của mình nó sẽ ngay luôn nha anh em. Rồi cái bức tường này khi anh em đi xong cái đường chân nhé, thì anh em biết bên nào nó mỏng bên nào nó dày rồi, thì anh em chỉ cần canh lượng hầu dầu anh em đi lên thì nó sẽ rất là mau và chuẩn luôn. Thì ở ngoài cửa nó dày hơn ở trong, càng vô trong nó sẽ càng mỏng keo lại nha anh em. Thì anh em đi đường chân anh em để ý chỗ nào mà nó ngã ngã vô mình á, thì anh em đi dày cái chân ra thôi, còn có nó ngã ra thì sau này anh em cũng đi sát cái chân, anh em đừng quan tâm đó, so sát cái chân thì sau này anh em ốp hồ nó dày ra, anh em chỉ cần để ý mà cái nó ngã vô thôi, tại vì ngã vô anh em không không làm dày ra thì lên trên anh em ốp thì nó sẽ bị gãy nha. Và lên trên anh em không có hồ anh em ốp nha anh em. Đó là cái cách Tuấn canh cái lượng hồ dầu á và lượng keo Tuấn làm, bởi vì làm rất là lẹ nha anh em, nhanh và chuẩn nha. Thì khi anh em đi xong hết cái đường chân, anh em biết chỗ nào nó chuẩn, chỗ nào nó không chuẩn thì anh em để ý. Thì khi anh em làm anh em tự động anh em quen thôi. Khi anh em ốp chuyên rồi đó, anh em sẽ lên từ chút anh em sẽ lên tay nghề, anh em làm rất là mau và chuẩn luôn. Thì anh em biết đi cái xong cái đường chân, anh em biết chỗ nào nó dày, chỗ nào nó mỏng á, thì anh em làm anh em không anh em biết canh cái hồ dầu á hoặc keo á, anh em ốp vô á, anh em không có gỡ cái viên gạch ra vào hoài nha. Thì tới viên cuối này á thì nó là viên quyên, thì cái tấm tường dài á Tuấn cho nó chui góc vào nha anh em, thì cái viên này đẩy sát vô luôn, nó ngay cái mực nha, nó còn là 60 luôn nha anh em. Sau này mình lát cái nền vô á thì mình vừa đẹp luôn nha. Thì anh em nào mà thấy kênh hữu ích hay á thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Tuấn nha. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng máng kéo răng cưa, bay răng cưa, bàn đẩy gạch, PUB, máy laser, ke cân bằng, con đồ gạch, thước đo lỗ khoan ống nước, tay hết gạch và máy rung gạch, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại ở trên màn hình bên Tuấn nha, 0377007661, bên Tuấn ship toàn quốc nha anh em. Thì Tuấn cũng có rất là nhiều video hướng dẫn anh em rồi, thì anh em nào mà chưa có hiểu cái gì á thì hãy comment ở dưới, Tuấn sẽ tìm tập cho anh em xem nha. Và đây là cái đường chân đã ok hết rồi nha anh em. Ok hết rồi, bắt đầu thì mình lên tường thôi. Bắt đầu mình sẽ canh cái lượng hồ dầu, thì ở bên cái tay trái á, bây giờ Tuấn ốp cái viên này Tuấn chui vô nè. Anh em nhớ cái kỹ thuật chui á, thì cái viên quyên á anh em ốp trước lên nha, anh em chừa ra 1 phân rưỡi. Còn nếu mà ngay chỗ đó nó không phải là viên quyên á thì anh em ốp cái tấm tường bên đây, anh em cắt anh em chui vào nha. Thì mình sẽ không có bắn máy laser nữa nha anh em, cái nắp nó đã thẳng rồi nha. Đây khi anh em canh được lượng hồ dầu ở bên đây, Tuấn sẽ là khoảng là 3 ly nha anh em, 3 ly keo nha. Và từ từ ra nó sẽ dày dày lên một xíu nha anh em. Nó mình đã biết cái tấm tường này nó như thế nào rồi, bắt đầu mình canh keo thôi. Thì để cái viên nào vô, khi Tuấn ốp cái viên nào vô lụm viên đó, không có gỡ ra gỡ vô nữa nha anh em. Bởi vì làm rất là mà là nhanh.
có để không? Thank you.
Đưa con sâu đó vô.